chỉnh vạch hết cả hết, thấy có bia rồi. Đây là mang cái ly bia đây. Bây giờ mình hát bài uống bia được không? Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi điều trị bệnh tim 2021. Thực ra tại vì hồi chiều lúc mà sáng nay á mở cái lịch ra làm một cái planning cho một ngày thì mình cũng quên mất là năm nay là 2021 rồi, mình cứ quên cái thơ là 2020 và cũng không nghĩ là mình bây giờ là 37 tuổi rồi. Nhìn lại một cái chặng đường mà ba lớp đã đi, từ đó đến thời điểm này thì có thể là gọi là đã là 2 năm và 5 tháng, cũng là có thể nói là cũng không phải là ít lắm, thì để thấy rằng là mình đã đi cùng nhau một cái chặng đường đủ dài để thấy là như một gia đình. Năm 2020 vừa rồi á thì là một năm đặc biệt, ai cũng biết rồi, Covid đã sinh ra một cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đâu đó là nó tác động rất là nhiều đến rất là nhiều doanh nghiệp rồi các cá nhân mọi người và chúng ta cũng ngoại lệ. Tuy nhiên nhìn lại chặng đường đó thì có thể thấy là có nhiều điều mà chúng ta cảm thấy là có thể vui và tự hào. Bao lâu năm vừa rồi chúng ta đã có những cái thay đổi, nhất là chúng ta đã có thêm mở thêm team game Baba Studio với các cá nhân đồng cốt như là Việt Quỳnh, có sự hỗ trợ thêm của Quốc Tường và đây và hiện tại thì đã phát triển thêm nữa rồi. Có nghĩa là cùng với team game thì có thể nói rằng là công ty mình đã làm rất là nhiều lĩnh vực game rồi web rồi app. Về nhân sự thì hiện tại là công ty có thể đã lên đến khoảng gần 35 người rồi. Nếu mà tính cả một số bạn ở bạc tham thì lên đến 40 người. Sai cũng có thể là tương đối. Và mình có thêm nhiều khách hàng, có thêm nhiều dự án. Đâu đó khách hàng có thể là đã tự quay lại với mình và đã đi giới thiệu cho mình những cái khách hàng khác. Đó là một cái gì đó mình có thể cảm thấy vui và tự hào. Thì trong một chặng đường đó, để đạt được những cái điều như vậy, chắc chắn rằng là đó là một cái sự nỗ lực của tất cả mọi người, sự chung tay. Và mình rất là cảm ơn tất cả đã cùng chung tay trong tất cả những ngày nắng và cả những ngày mưa để hôm nay có thể ngồi đây vui vẻ với nhau. Nói nhiều quá chắc là bây giờ mọi người cùng ly một cái chúc mừng năm mới. Happy New Year, chúc cho một buổi tối thật là vui vẻ. Cạn ly ơi. Thank you.